nay Tâm Hằng xin chia sẻ với gia đình nhà mình về đau thượng vị của Tâm Hằng. Tức là Tâm Hằng đã bị đau thượng vị rất nhiều năm nay rồi. Tâm Hằng hay bị ợ chua và đau âm ỉ, nhất là hôm nào ăn chút cay vào thì là cũng chịu uống rồi. Nhưng mà hơn một tuần nay mình đã uống sa cờ đông hình hoa nghệ tây. Bạn Phương Ngọc bảo là cứ cho khi nào mẹ đau ợ chua mẹ cho 30 nhụy vào chai này và mẹ uống liên tục cho con. Sau đó thì lại chế thêm nước vào uống trong vòng cả ngày. Thì hôm nay là mình uống được 7 hôm rồi, là 30 nhụy trong vòng 7 hôm. Thì từ hôm qua đến hôm nay mình không ợ chua nữa và cũng không đau âm ỉ nữa. Và cả ngày hôm nay mình đi làm với một cái tâm trạng rất là vui và công việc rất là hiệu quả. Mình xin chia sẻ với gia đình nhà mình như vậy ạ. Mình chúc gia đình nhà mình luôn vui vẻ và an lạc. Và cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Tâm Hằng nhé. Chào cả nhà, tạm biệt. We'll be right back.